Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì tôi muốn đem đến cho các bạn một số những cái thông tin liên quan tới thị trường crypto, Bitcoin và Allcoin Và ngày hôm nay thì Thuận lại bận cái áo Gochimun một lần nữa Nhưng mà hôm nay thì hình như là Bitcoin không có tiếp tục Gochimun mà đã có một cái sự điều chỉnh nhẹ Thì ở lúc hôm video này là Bitcoin là 18.915 Thì chúng ta sẽ nhìn vào tình hình của Bitcoin, chúng ta sẽ nhìn vào tình hình của Allcoin các bạn thấy được là altcoin thì tuy cũng có cái sự đi xuống trong ngày hôm nay nhưng mà đã tăng trưởng rất là mạnh trong vòng 7 ngày qua chúng ta cũng sẽ nói về một số những cái thông tin khác như là liên quan đến cái phần trăm tăng trưởng của những cái mảng đầu tư trong năm nay chúng ta đã gần kết thúc năm 2020 rồi thì cái sự tăng trưởng này nghĩa là sao và có ảnh hưởng như thế nào đối với tương lai của bitcoin chúng ta cũng sẽ nói về cái giá bitcoin cao nhất trong lịch sử tùy theo những sàn này như thế nào và có thể các bạn nhận được một thông tin liên quan tới Bitcoin ETN Thì tôi cũng muốn làm một cái video liên quan tới Bitcoin ETN Để mà giải thích các bạn hiểu được là Khi chúng ta nghe nói tới những thông tin liên quan tới Là vanex ở châu Âu Mới vừa có một sản phẩm là Bitcoin ETN Thì cái sản phẩm này là như thế nào Nó có khác gì so với Bitcoin ETF Và rất nhiều bạn hỏi thuận về Flare Network và cái xrp airdrop spark token thường cũng muốn chia sẻ với các bạn là hiện bây giờ những sàn nào mà đã đưa ra thông báo là hỗ trợ cái airdrop này của spark token và một cách đơn giản spark token là gì và tại sao mà rất nhiều bạn quan tâm đến và cuối cùng chúng ta sẽ nói tới là hồi sáng này là bitcoin đã lại được lên cnbc một lần nữa và người được mời tới để mà phỏng vấn liên quan tới bitcoin kia này không ai xa lạ hơn đó chính là Anthony Pomliano thì chúng ta hãy xem coi là Anthony Pomliano đã nói gì trên CNBC về Bitcoin và đưa ra những lý do tại sao mà Anthony Pomliano nghĩ là năm sau 100.000 đô Bitcoin là một điều hoàn toàn có thể nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn chưa có theo dõi thuận Capital trên những cái mạng xã hội thì các bạn có thể bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái thông tin chính thức liên quan tới Facebook, Twitter, Telegram, vân vân và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một cái sàn giao dịch nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận Capital như là đăng ký tham gia vào sàn Nefas các bạn có thể điền đơn vào nhóm để được nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch spot mãi mãi hay là 10% phí giao dịch future trên sàn Binance nếu như mà bạn đăng ký thông qua link của Thuận Capital và tôi có một thông báo rất là quan trọng liên quan tới sàn Binance dành cho những người nào mà đang được hưởng 20% phí giao dịch sử dụng link của Thuận Capital trước đây nhưng mà các bạn có thể tìm thấy những cái thông tin liên quan đến những sàn khác như là sàn Bybit, Bitia, Coinbase, Remitano và ứng dụng BlockFi thì nói riêng về sàn Binance được có một thông báo rất là quan trọng và một thông báo thường cảm thấy là à, một tin không tốt nhưng mà cũng có một tin tốt thì muốn chia sẻ với các bạn trước hết là những bài nào mà đang được giảm 20% phí giao dịch trên sàn Binance.com vì bạn đã ủng hộ sử dụng link của Thuận Capital thì Thuận có hai tin Thuận cần phải chia sẻ với các bạn à, lưu ý là cái thông tin này chỉ ảnh hưởng đến những bài nào mà đang sử dụng sàn Binance.com mà thôi như là sàn Binance quốc tế những bạn nào mà đang sử dụng sàn Binance US như là sàn Binance của Hoa Kỳ thì sẽ không có bị cái sự ảnh hưởng thì trước hết là Binance đột ngột thông báo là sẽ không tiếp tục hỗ trợ cao của Thuận vì lý do Thuận là người Hoa Kỳ cái tài khoản Binance bây giờ của Thuận sẽ bị khóa sau khoảng 10 ngày điều này có nghĩa là Thuận sẽ không thể tiếp tục cung cấp ưu đãi 20% phí giao dịch cho các bạn nhưng mà tuy đây là một sự cố ngoại muốn nhưng mà các bạn đừng có lo tại vì Thuận đã tạo một tài khoản mới với nhiều ưu đãi hơn cái tài khoản mới này, đây là cái link mà thường chia sẻ trên những cái mạng xã hội cũng như là chia sẻ ở trên cái link ở thuậncap.com Và cái chương mục mới này sẽ có nhiều ưu đãi hơn tại vì cũng có bạn hỏi thường về à, có được giảm khi mà dịch future hay không Thì cái link mới này, các bạn sẽ được giảm 20% ví dụ dịch mãi mãi cũng như là cái link trước đó nhưng mà cộng vào đó các bạn có thể được giảm 10% phí giao dịch futures cái link trước đó như các bạn đã đăng ký thông qua link của thùng capital thì các bạn chỉ được giảm 20% phí giao dịch spot mà thôi nhưng mà cái link mới này các bạn sẽ được giảm cả hai 20% spot và 10% phí dịch futures và cái link cũ thì như đoàn thường đã nói là đáng tiếc thì sàn binance đã không cho thường tiếp tục hoạt động nữa Tại vì các bạn cũng đã nhớ là năm 2019 khi mà sàn Binance nói là sẽ có sàn Binance Hoa Kỳ thì sàn Binance đã đưa ra thông báo thời điểm đó là những người ở Hoa Kỳ vẫn có thể tiếp tục được sử dụng những cái dịch vụ của sàn Binance chỉ không được trade mà thôi. Nhưng mà đột ngột sàn Binance thông báo tuần này là sẽ không có cho thường tiếp tục hoạt động cái chương mục đó nhưng mà chương mục mới này các bạn thấy được là có cái sự ưu đãi nhiều hơn thì nếu mà nào mà muốn tiếp tục ủng hộ thường capital thì các bạn có thể đăng ký qua tài khoản mới và tiếp tục hưởng những cái ưu đãi này. Những bạn nào mà đăng ký thông qua liên thuận trước đây, thường rất cảm ơn các bạn. Các bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng cái chương mục đó nhưng mà sẽ không được tiếp tục giảm 20% phí giao dịch. Đây là một cái sự cố mà thường cũng không muốn nhưng mà đây là cái thông báo mà được đến từ sàn Binance. Cho nên các bạn hãy tìm hiểu và đăng ký vào cái chương mục mới. Những cái link sẽ nằm ở trên những cái mạng xã hội cũng như là thường sẽ để cái link ở phía dưới cái video này để các bạn tìm hiểu thêm về những cái ưu đãi mới của sàn Binance mà thường muốn đem đến cho cộng đồng thuận Capital bây giờ chúng ta hãy nói tới một số những cái thông tin quan trọng của ngày hôm nay thì ngày hôm nay là sáng ngày 25 tây tháng 11 năm 2020 là ngày thứ tư tại hoa kỳ ngày mai đã là ngày lễ thanksgiving ngày lễ tạ ơn hay là nhiều bạn gọi là ngày lễ gà lôi thì ngày mai sẽ là một ngày lễ rất là lớn tại hoa kỳ cho nên trước hết thì muốn chúc như vậy nào ở hoa kỳ có một ngày lễ thanksgiving vui vẻ và tôi nghĩ như vậy nào mà hoa kỳ thì ngày lễ thanksgiving các bạn cũng đã biết là một ngày lễ mà gia đình tụ tập với nhau tuy nhiên năm nay là một năm dịch bệnh thì chính phủ cũng khuyến khích là không có quá nhiều gia đình cùng nhau tụ tập với nhau nhưng mà đương nhiên gia đình thì không thể nào mà bỏ người này hay là bớt người kia được cho nên tôi nghĩ là cái việc tụ tập gia đình cũng khó tránh khỏi hy vọng là chúng ta không có những cái thông tin liên quan tới là bệnh dịch lại tăng trưởng mạnh sau ngày lễ thanksgiving nhưng mà một những đề tài nghĩ là nhiều người sẽ đề cập tới trong thanksgiving của năm nay cũng như là năm 2017 đó chính là đề tài liên quan tới Bitcoin và Bitcoin ngày hôm nay cũng là một lần nữa được lên trên đài CNBC chúng ta sẽ nói tới một lát nữa nhưng mà bây giờ tôi bạn thấy đưa là tình hình của Bitcoin thì Bitcoin hôm nay không tiếp tục tăng trưởng mạnh như là ngày hôm qua vào ngày trước đó sau nhiều ngày tăng trưởng liên tục không ngừng nghỉ thì Bitcoin bây giờ là có mức là 18.915 hôm qua Bitcoin đã phá 19.000 đô lên tới 19.000, chân như 19.500 đô tùy theo là các bạn nhìn vào tài liệu của sàn nào. Chúng ta vẫn chưa thực sự phá được cái đỉnh cũ lập đỉnh mới nhưng mà chúng ta đã rất gần. Nếu Bitcoin thực sự muốn phá đỉnh cũ lên định mới thì có thể là làm được trong thời gian vài tiếng đồng hồ. Tại vì bây giờ cái mức so với đỉnh cũ thì không cách xa là bao nhiêu. À, bây giờ thì các bạn thấy được là Bitcoin thì có một cái sự điều chỉnh nhẹ ở cái mức là dưới 19.000 đô thì chúng ta lại sẽ tiếp tục theo dõi à, Nhiều bạn có biết là thường thì tin tưởng là Bitcoin sẽ có một cái đợt điều chỉnh giá chứ không biết là Bitcoin sẽ điều chỉnh giá ở cái mức nào Vì lý do đó như bạn có đã biết là thường có ý định là chốt lời tổng cộng có thể lên tới cái mức là 25% của tất cả Bitcoin thường lưu trữ nhưng mà cho tới thì bây giờ thường chỉ chốt lời chỉ có 15% mà thôi tại vì giá Bitcoin đi quá nhanh à, nhưng mà vì lý do là không biết được là khi nào bị không đi điều chỉnh cho nên khi mà thường chốt lời thì cũng như là lúc mà thường mua thường mua là trung bình giá khi thường chốt lời cũng chung bình giá, tại vì thường không muốn chốt lời quá sớm hay là chốt lời quá chạy, chốt lời quá sớm thì như rất là ổn, nhưng mà chốt lời quá chạy thì sẽ không chốt đủ cái số lượng bitcoin cần thiết để khi bitcoin điều chỉnh lại thường có sẵn cái số tiền mặt để mà mua trở lại. Tại vì thường tin tưởng, tưởng bitcoin sẽ lên tới cái mức là 50.000 đô, 100.000 đô, nhưng mà nào mà theo dõi kênh này trong nhiều mấy năm qua thì cũng đã biết. Nhưng mà lý do tại sao mà thường lại chốt là một phần nhỏ của bitcoin của mình để có thêm tiền mặt chờ đợi cái ngày mà bitcoin điều chỉnh lại. Lúc đó, thường sẽ mua ngược trở lại Bitcoin của mình và chờ đợi Bitcoin có sự tăng trưởng mạnh mà nhiều người đang chờ đợi lên tới cái mức là 50.000 đô, 100.000 đô. Nói về altcoin thì sau nhiều ngày tăng trưởng các bạn thấy được là altcoin cũng có một cái sự điều chỉnh nhẹ trở lại Nhưng mà tin theo altcoin các bạn cũng đã biết là tăng trưởng một cách không tưởng tượng nổi trong vòng 7 ngày qua Những đồng như là Ethereum, XRP Thậm chí các bạn thấy được là những đồng mà lâu rồi chúng ta không nói tới như là đồng Stellar Lumen XLM Cũng đã có cái sự tăng trưởng đột biến và nhiều bạn còn biết là XOM và XRP, đồng Ripple và đồng Stellar là hai cái đồng mà có cái sự quan hệ rất là mật thiết, có nghĩa là hai đồng này thì trước đây cho mà con đã biết là cả hai đồng đều muốn phục vụ cái ngành ngành ngân hàng. Nhưng mà sau đó Stellar Lumens à, đã muốn đưa ra một cái mạng lưới mà có những cái hợp đồng thông minh XRP thì gần đây cũng muốn có một cái sự kết hợp liên hợp đồng thông minh Chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa đây là cái thông tin liên quan tới Spark Token Và cái mạng lưới Flare Nhưng mà các bạn thấy là ngày hôm nay thì Những cái altcoin hay một số altcoin cũng đã hạ nhiệt một chút Cũng là một điều mà chúng ta cần phải thấy được tại vì Bitcoin cũng đã hạ nhiệt Nhưng mà Chúng ta nhìn vào 7 ngày qua thì sự tăng trưởng thực sự là không thể tương tự nổi Và cũng chúc mừng Nhưng mà nào mà Đã có thể có được cái phần lợi nhuận Cực cao trong vòng một tuần qua Bây giờ thì thường nghĩ là hầu hết mọi người những bạn nào mà đã mua Bitcoin với cái giá cao thì cũng đã có cơ hội để mà hoàn vốn hay là chốt lời ở trong thời gian 2 3 tuần qua. Những bạn mà mua altcoin thì bây giờ vẫn chưa phải là lúc các bạn thấy được là cái giá Ethereum bây giờ tuy là có sự tăng trưởng đột biến nhưng mà cái mức bây giờ là 586 so với cái mức cao nhất là 1.400 đô thì vẫn còn cách rất là xa. Chúng ta bây giờ vẫn chỉ mới bắt đầu thấy cái sự chổi gì của altcoin mà thôi nếu như các bạn cảm thấy rất là hưng phấn tại vì Allcoin tăng trưởng mạnh trong 7 ngày qua thì trong vòng một năm tới đây các bạn sẽ thấy được cái sự tăng trưởng thật sự như thế nào các bạn nghĩ là cái sự tăng trưởng của những Allcoin thời gian đây là một cái sự tăng trưởng điên cuồng các bạn à, cần phải thấy được là Allcoin nếu như thật sự bước vào một cái mùa Allcoin mạnh mới có nghĩa là khi Bitcoin qua khỏi 20.000 đô lúc đó nhiều nguồn tiền mới tiếp tục được đổ vào thị trường này đầu tiên là thông qua Bitcoin sau đó mọi người cảm thấy là biết hơn về crypto họ sẽ bắt đầu là đi tìm kiếm những cái altcoin khác tại vì nhiều người khi mà họ nhìn thấy bitcoin là 18.000 đô, 19.000 đô, 20.000 đô thì nhiều người có thể nghĩ là họ đã lỡ chuyến đầu bitcoin nhưng mà họ nhìn vào những cái altcoin như là XRP bây giờ chỉ có 67 cent mà thôi thì có cơ hội lợi nhuận cao hơn và vì lý do đó có thể là nhiều người sẽ đổ tiền vào Bitcoin trước sau khi mà họ đã bắt đầu có được một cái lòng tin về thị trường crypto họ sẽ đổ tiền từ Bitcoin vào những cái altcoin lớn còn từ những altcoin lớn sẽ đổ vào những altcoin nhỏ cho nên các bạn sẽ thấy được là altcoin sẽ có những cái sự tăng trưởng cực kỳ cao. Những gì các bạn thấy được trong ngày bảy ngày qua là chỉ là cái sự bắt đầu mà thôi. Khi mà Bitcoin thực sự qua khỏi 20.000 đô, các bạn mới thực sự thấy cái sự tăng trưởng mà nhiều người thường hay nói tới những cái quyền thoại mà chúng ta nghe nói tới của năm 2017. Khi mà một ngày altcoin có thể bay 50% 100% là một chuyện mà sáng nào thưởng thức gì thì năm 2017 cũng nghe nói tới là có coi altcoin này con kia tăng trưởng gấp đôi trong thời gian chỉ có vài tiếng đồng hồ mà thôi